Lê Trân bán nãy giờ ăn gì chưa Lê Trân? Dạ sáng hả? Chưa chưa ăn hả? Rồi chừng nào mới ăn? Chưa ít ăn. Chưa ít ăn lắm hả? Dữ phọt hả? Có anh kia anh comment anh hỏi Lê Trân có người yêu chưa kìa. Hay cũng hỏi hả? Mà chưa có câu trả lời. Chưa có câu trả lời. Hợp soi luôn. Lại kênh Út Phương Vlog nha. Hôm nay Phương quay trở lại quay qua chỗ quán bún xào của em gái đang hot ở khu vực quận 6 này chú anh chị. Sau khi rất nhiều kênh YouTube tới đây quay thì hiện tại thì cái quán bún xào của em gái là rất là đông khách tới mua luôn nha. Bây giờ là tầm khoảng 12 giờ trưa ở quận 6 nha. 254 Phạm Văn Chí, phường 4 quận 6 nha cô chú anh chị. Này em gái này tên là Út, tên là Lệ Trân nha, mọi họ được tên là Lệ Trân. Có gì không sai á, hồi nãy là đây. Ở đây bán từ 11 giờ rưỡi nha, 11 giờ rưỡi là dọn ra bán. Đây có mì xào, bún xào, bánh bột. Bánh bột nè mọi người. Sao mặn bên này, à, bên kia có bánh ít tròn nữa nha. Bún xào, mì xào, 18 ngàn một phần nha. Đây là Lệ Trân nha. Lệ Trân mới biết được cũ của Lệ Trân, sinh năm 2002 nha cô chú chị. Hiện vẫn còn độc thân, chưa có người yêu. Còn em gái áo đen tên là Thú nha, em của Lệ Trân. Hai chị em mới mười mấy tuổi thôi cô chú cả nhà. Đây dĩa như vậy là 18 ngàn. Đây có bàn ăn tại chỗ luôn nha cô chú anh chị. Ở đây tới là có ăn tại chỗ kêu nước uống luôn nha. Đây sao bạn. Nãy giờ khách tới mua là làm liên tục không nghỉ tay luôn nha cả nhà. Rồi ở quận 3 xuống tới mua ủng hộ luôn nè cái này. Hết nửa thao bánh bột với lại nửa thao xôi mặn nha cả nhà. Xào, mì xào ăn với hộp gà, chỉ có chả giò nữa cô chú chị. Đây là một tăng vậy giờ vắng bớt rồi. Lệ Trân thì bán đứng bán 11 giờ rưỡi, chúc có chị hai của Lệ Trân ra thế nha. Lệ Trân chỉ bán giờ cao điểm thôi. Một buổi bán vậy là hai sửng nha, hai sửng bột bánh bột, hai thau xôi nha cả nhà.
Trời rất là nóng luôn, đi ngoài đường là nóng lắm. 42. À, cái chú đứng thu tiền là ba của Lê Phân ở nhà cả nhà. Hai người đứng bán, hai người phụ mới kịp. Giờ là cũng giãn bớt khách rồi. Khoảng chừng 11 giờ rưỡi trở đi là bắt đầu đông khách, mới vừa dọn ra là chưa dọn ra là kịp và khách đã đứng đợi. Khi anh ngồi ăn, anh review tại chỗ luôn cả nhà. Một xô về luôn. Đó chỉ này hộp xôi luôn. Lê Trân bán nãy giờ ăn gì chưa Lê Trân? Dạ sáng ăn sáng mà. Sáng hả? Chưa ăn hả? Rồi, chừng nào mới ăn? Chưa ít ăn. Chưa ít ăn lắm hả? Dữ phọt hả? Có anh kia anh comment anh hỏi Lê Trân có người yêu chưa kìa. Hai cũng hỏi hả? Mà chưa có câu trả lời. Chưa có câu trả lời. Hộp xôi luôn. Tết chịu bí mật. Bí mật chưa được bật mí. Bật mí thì còn gì hay nữa đúng không? Đúng rồi. Để vậy cho mấy anh tự khám phá thôi chứ bật mí. Anh ăn sáng rồi nhưng mà trưa anh ít ăn lắm. Anh cũng giữ phọt. Giữ phọt bằng vậy à? Đang giữ đó chứ lúc trước nó còn giữ nữa. Giờ là đỡ rồi đó. Em nghĩ nó vậy sao mà bán. Ủa này nó đập rồi hả? Alo. Dạ không, bên em có đánh lập chị ơi. Dạ. Ngày mai có nha chị. Thường thường đông là 11 giờ rưỡi là bắt đầu đông khoảng ha. Giờ mình mới dọn ra. Đông là tới khoảng 12 giờ ha. Ồ vô. Một tăng vậy á. Rồi bây giờ là bán, tại vì mình bán hơi sốt à. Bây giờ là lay. Dạ đúng rồi. Còn nãy là một tăng vậy đó. Quay chóng mặt luôn. Tại giờ đầu người ta ăn người ta chỉ làm á. Giờ người ta trưa người ta ăn trưa. Trả giò không chị?
có nước trứng vịt với lại chả giò thôi. Bán đi anh Hiệp YouTube thì nhiều lắm. Vào thêm clip nữa, vào dữ quá. Có chứ ghé chỗ kia quay cái gì á, da gà chiên giòn mấy bữa nay thấy nổi nổi á, có quay không? Quay rồi hả? Anh Như màu thấy nó đỏ tươi à, 4 giờ mới dọn bán thôi, 40 phút luôn hả? Có cái ông đó, ông ở trần xong mình đứng chiên dầu thấy nó nổi. Qua để ra tôi để sắp không? Lấy đây, bữa nào ăn chả cũng được. Lấy đây chạy. Vô lượng tăng vậy đó. Bây giờ vắng bán lại đây rồi. 11 giờ rưỡi. Con hộp bột. Một bột với một mì. Đúng rồi. Một con cái tám đúng rồi. Một bột với một mì. Hộp bột mì. Một mì với mì. Con. Ba món một hộp. Mỗi thứ hộp. Mỗi thứ hộp. Chú mì chả giò không? Quay lại trần lên TikTok luôn, cũng nhiều view lắm. Quay lên TikTok à? Ừ, bữa quay TikTok á. Quay TikTok em vậy? Có quay lên TikTok quay lại trần nhiều view lắm á nha. Lên trần nhất nha. Lên 60 giây HTV á là có luôn á. Lên trần nhất luôn, nhạc tiền luôn. Bị luôn. Hot girl mà giờ là hot girl bán bún xào rồi đó. Bún mì. Ở đây là lệ chân nhưng mà bây giờ thành lệ rơi rồi, tại đường chỗ một hồi nhiều quá lệ rơi hả? Bánh bột 6.000 một cái nha cả nhà. Đồng giá cái nào cũng 18.000 một hộp hết nha. Giá cái nào 18.000. Cô thấy cô thấy đẹp gái không? Trời ơi, tôi lên mạng tôi coi đúng quá chứ gì đâu. Thằng Nga gì Sài Gòn dấu yêu bữa nay có nó không? Miệng món á. Trời bữa nay không có nó không? Có thấy ra đẹp gái không? Trời. Có con trai không? Xinh quá, trời có chứ. Được không? Làm dâu được không? Trời, chưa sức. Giỏi quá hả con? Cái dưới này mà giỏi là không sợ ấy. Dạ. Cái gì nó cũng có cái duyên cái nợ. Dạ. Có chạy đâu khỏi. Cô này khách vô tình từ nè. Ở ngoài hai họ bánh giòn. Cô hay mua ở đây không cô? Hả? Cô hay mua ở đây không? Mua mấy lần rồi. Dạ. Ai lên mạng coi biết ở đây là cô. Ở quận 5 Nguyễn Trãi Trần Trọng nè. Dạ. Lừa nhà con hả? Hả? Nó hung dữ lắm á. Nó hung dữ lắm á. Ôi trả luôn á, hung dữ lắm á. Bị tổ, bị tổ. Đúng rồi, đúng. Đúng không con? Dạ. Hung dữ, hung dữ con trai cô còn phái nữa.
chồng nó quýnh chồng nó luôn á, bò rồi nó quýnh rồi đó, nó chồng bị số rồi, chấp đúng không, quýnh cái bơ không, nó có vợ đó, à, mày nó đi, nói thiệt ai cưới nó là có phước, đó con chú, con ăn cái lạ đây ô bữa nay dẫn con trai đi đứng đây nãy giờ mà đó ăn cơm cháo mập luôn đi con thằng cháo hả trong bàn con trai hả con cháo cưới con phước không con hả con cưới về có phước không nói đúng ra chị em nó mua bán dỗ về là ai lấy nó là có phước không con nấu cơm cho ăn đâu có phước hả mới làm ra tiền được trời nhà ai nấu cơm trời ơi có tiền đi mất người dễ thường chết có đó 18 luôn hả con dạ 18 luôn đã lâu vậy đó mới nó có vợ đó. Đi rồi, đi rồi. Bà con có xôi. Mệt quá đó. Nó nghe nè, mì này dễ. Cái mấy cái này để chiều được mà. Đừng để qua ngày thôi con. Đây con lại mua thêm rồi đó. Qua mua thêm đó con. Rồi hộp mì nữa. Hai bò bánh chừng. Một hộp bánh bột. Không phải nhiều chứ. Cho nhân củ cải đi. Đây khách mình cái thích củ cải à. Thích củ cải tôm khô à. Đổ cho lên. Củ cải. Ủa nó bít cái hẻm bên kia luôn ha. Ủa cái hẻm bên kia bít hết đi rồi hả? 18.000 đó mà bánh bò bên nào. Nãy hỏi Lệ Trân có người yêu chưa là Lệ Trân không có trả lời nha cả nhà. Lệ Trân nói là để bí mật chưa được bật mí. Ủa cô Trần Bình Trọng vô hả cô? Cô Trần Bình Trọng vô hả? Quận 1, quận 5. Đây nè, ngay chợ Cô Đạt đó cô. Hộp sâu chứ hộp này vô. Đây ngay chợ Cô Đạt luôn nè. Ngay chợ Cô Đạt. Mà ở đường đầu đường đó kẹt có cái hẻm á. Ờ vậy đó hả? Tôi ở cái hẻm 70 rồi. Đây đây đây, cái này của chị này. Thôi hẻm 58. Cô này cái hộp có ai được? Bán hộp bún mì đi. Không lấy chả giò. Hộp xôi. Tiếp tóc Lệ Trần với kêu nói Lệ Trần cười lên quay mới đẹp. Cái này của ai nãy tôi chưa? Chú xem video hay nhớ bấm đăng ký chia sẻ giúp cho nhà Phương xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, để con làm với ba nói là con lấy tiền rộng nha. Để dạ rồi. Đúng rồi. Chồng các bạn làm video sau nha. Bye bye. Còn rẻ lắm đó cô. Cô quận 5 xuống dưới đây mua nè cả nhà. Cô này trên quận 5 với cái anh này, anh trai này vừa quận 5 xuống mua ủng hộ Lệ Trân. Rồi ba chị em lưu xuống hậu cung hả? Rồi tới giờ Lệ Trân lưu xuống hậu cung mà cho chị hai gà bán cả nhà. À là thấy hai ca hả? Hai ca, hai ca. Thế hả? Quay lên YouTube coi á chú. Dạ. Chú về YouTube chú search là hot girl bán bún xào là thấy Lệ Trân liền. Dạ, YouTube. À, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video nha. Chúng mình kết thúc video ở đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.